Thì đây là cái phần dành cho máy và phụ kiện của bên mình sẽ áp dụng từ ngày 14 tháng 9 đến hết ngày 20 tháng 9. Điều kiện để các bạn tham gia này cần like, share bài viết. Phần mô tả chi tiết thì mình có để ở dưới bài viết rồi, các bạn có thể click vào các bạn xem. Ở đây mình sẽ nói qua một chút thôi nhé. Với iPhone, iPad và đồng hồ thì với iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, iPhone XR, tất cả các dung lượng thì các bạn đều được giảm giá là 100.000. iPhone XS, XS Max bản 64GB thì các bạn được giảm giá là 100. iPhone XS, XS Max bản 256 thì các bạn được giảm giá là 300. iPhone 11 bản 64, bản 256 thì các bạn đều được giảm giá là 100. iPhone Pro, Pro Max bản 64, bản 256 đều được giảm giá là 300. Đồng hồ Series 3, Series 4 được giảm giá là 100. iPad, các cái mã bên mình đang kinh doanh đều được giảm giá là 100.000 nhé. Thì ở đây các bạn có thể chọn, đấy là chọn máy sạc ít. Ví dụ đây là con iPhone 7 sạc ít này. Đó, con này hình như là còn bảo hành dài của Apple này. 8 Plus sạc ít này. Đó. Hoặc là các bạn có thể chọn máy new. Đây là con XS Max 256 new này. Hoặc là new nguyên siêu. Đây, new nguyên siêu, nguyên hộp đây. Đó. Về phụ kiện thì có, đấy là những cái phụ kiện như sau, đấy là củ 5W này. Củ 5W này. Cáp USB. Đó, củ này nó đi với cáp này. Đó. Củ 5W cáp USB. Củ 12W, đây, sạc sạc chung với cái cáp USB này. Củ 12W này. Củ 18W này. Cáp tai C này. Tai nghe Lightning này. Cáp Apple Watch. Tất cả những cái phụ kiện này bên mình bán ra đều cam kết đây là hàng zin của Apple nhé, zin bóc máy của Apple nhé. Và được bảo hành 1 năm, lỗi 1 đổi 1. Phát hiện, nếu phát hiện những cái phụ kiện này không phải là phụ kiện zin thì các bạn sẽ được tặng 3 triệu đồng trên một sản phẩm. 3 triệu đồng trên một sản phẩm nhé. Đó. Tiếp theo là về phần ốp và cái dán cường lực. Thì ốp ở đây nó có 4 loại ốp. 4 loại ốp. Ốp chống bẩn này thì các bạn biết rồi, đấy là chỉ cần viết, lấy bút viết lên, các bạn lau nhẹ cái nó sẽ hết. Đây mình xem có cái bút nào mình sẽ viết thử lên đây nhé. Đây. Đây là cái bút chết nhé. Viết nhẹ lên đây nhé. Đây, mình viết nhé. Lấy tay nào cũng hết, chứ không cần phải đấy là lấy khăn hay là thấm nước hay là cái gì cả. Đây là ốp chống bẩn. Đó. Ốp chống bẩn này. Ốp bảo vệ cam này. Đó, đây là cái ốp bảo vệ cam này. Ốp này là ốp bảo vệ mic. Ốp bảo vệ mic. Còn đây là cái ốp tản nhiệt. Ốp này mình đang dùng. Đó, ốp thì có 4 loại ốp. Đó là ốp chống bẩn này, ốp bảo vệ cam, ốp bảo vệ mic và ốp tản nhiệt. Dán cường lực. Đó, dán cường lực. Dán cường lực đây là dán cường lực kinh công nhé. Khi mua dán cường lực này thì các bạn sẽ được tặng đấy là cái gói vệ sinh. Gói này ở trong đấy là nó sẽ có một cái khăn ướt này, một khăn khô này. Và cái những cái miếng này để các bạn khi các bạn dán, các bạn có thể lấy bụi, ví dụ như nó sót những hạt bụi, các bạn nhấc cái màn hình lên, các bạn luồn những cái này vào, các bạn lấy cái hạt bụi nó ra. Đó. Thì đây là khi mua các bạn sẽ được tặng như này. Đấy là về cái phần phụ kiện là ốp này, dán cường lực nhé. Pin, pin thì khi mua các bạn sẽ được tặng thêm đến là cái siêu pin này. Siêu pin này và cái dán răng. Siêu pin và dán răng. Pin thì bọn mình sẽ có từ pin 5, 5S, 5SE, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, iPhone X, XR, XS, XS Max. Có nghĩa là gần như là có đủ rồi. Chỉ không có pin của Pro với Pro Max thôi. Đó. Khi mua pin thì các bạn sẽ được tặng như thế này. Và nếu các bạn thay pin tại cửa hàng thì các bạn sẽ mất thêm 50.000. 50.000 cho nhân viên thay pin thì nó sẽ vệ sinh sạch sẽ rồi nó dán răng răng riết, các bạn thoải mái nhé. Và cái này thì khi các bạn mua online đấy, các bạn sẽ được free ship với hóa đơn trên 150.000. Trên 150.000 là các bạn sẽ được free ship. Và cái này sẽ áp dụng cả online, cả ở tất cả các cửa hàng. Các chi nhánh ở Hà Nội là xã Đàn, Long Biên, Hồ Chí Minh thì là Điện Biên Phủ nhé. Đó, đây là cái phần áp dụng từ ngày 14 tháng 9 đến hết ngày 20 tháng 9 thôi nhá. Thế nhá.